ra mở cửa đâu nha. Đừng có thấy em nhỏ mà sai hoài đi. Trời ơi, ai ra mở đi, đau quá. Chị đang tĩnh tâm đọc sách để trau dồi kiến thức, không có mở cửa được. Trâm! Cái gì? Mở cửa. Phiền phức. Làm gì? Dạ, em chào chị, có người giao bó hoa đến nhà chị ạ. Hoa? Của ai? Chắc chắn bó hoa này là của chị. Vì sao? Vì cách gói hoa rất trang trọng nhã nhặn, chị phù hợp với những người như chị thôi. Ngọc, phong cách Ngọc quá lòe loẹt, cái bó hoa này không có thích hợp. Còn Trâm, em quá đàn ông, em mà nhận hoa kỳ lắm, chị thấy nó sao sao á. Còn Thư, thôi liền, em quá bé để nhận hoa. Túm lại, bó hoa này là của chị. Ôi, Mi mắc cười quá, Mi mắc cười quá. Cười gì? Sao mắc cười? Mi thấy cái bông màu hồng này không? Thấy. Nó hợp với cái băng đồ của em. Cái vấn đề là màu hồng nó hợp băng đồ của em. Cái gì vậy? Ai mở cửa? Trâm. Vậy là của em, đừng có ý kiến nữa, đừng có ý kiến nữa. Đây, 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 được chứng nhận của cộng đồng mạng đàng hoàng. Hôm qua vừa đăng lên Facebook, ước gì được ai tặng bông cho mình. Thì đây, bó hoa này là của Ngọc chứ của ai nữa. Ôi, Ngọc vô lý quá. Bó hoa này là của em vậy, là của em vậy. Chắc chắn là của em. Ăn hơn, đừng có đòi. Á, người dở kìa. Trời ơi, chạy bệnh lên. Cái gì? Dạ, em xin lỗi, lúc nãy em giao nhầm hoa. Mấy chị cho em xin lại bó hoa được không ạ? Bông hả? Nè. Hả? Vấn đề ở đây á là Ngọc với ảnh mới biết số điện thoại của nhau thôi, nhưng mà chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau hết. Tự nhiên vào một ngày mưa tầm tã anh nhắn tin cho Ngọc: ngày mai đi cà phê em nhé. Là sao? Ý đồ gì đúng không? Thí dụ nha, thí dụ muốn cưa cẩm Ngọc đi thì phải nhắn tin sương sương trước, hỏi han đúng không, rồi rủ đi xem phim hay gì. Đùng một cái đi cà phê vô duyên không? Chắc chắn các chị em ơi có ý đồ gì rồi, có một cái mưu mô nào đó mà mình không biết được. Dạo này đàn ông ghê lắm, mình phải kỹ đúng không, đúng không? Rốt cuộc là yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu, đáp một lời. Nói. Nó nói. Tôi là Lương Ánh My, chủ tịch hội bốn chị em, kim trưởng ban cố vấn khảo sát thị trường. Tôi nhận thấy tình hình hiện tại đang rất là nghiêm trọng. Đúng. Khí hậu biến đổi khắc nghiệt nên lòng người không thể đoán được. Tôi xin chia trường hợp này ra thành hai loại. Loại thứ nhất là loại xài đỡ mùa mưa, và loại thứ hai là loại cảm nắng. Trường hợp 1 và trường hợp 2 khác nhau chỗ nào? Khác chứ. Nhưng mà không biết khác sao. Mi nói đi. Trường hợp 1, xài đỡ mùa mưa, có nghĩa là đối tượng đang có một mối quan hệ nhưng do lục đục nội bộ nên cần tìm một nơi tâm sự sẻ chia. Ngoài mục đích tâm sự sẻ chia còn có mục đích mờ ám khác. Trường hợp 2, cảm nắng, có nghĩa là những loại bệnh của rối loạn nhịp tim. Những biểu hiện của loại bệnh đó là lo lắng, bồn chồn, đổ mồ hôi, cà lăm, lắp bắp, tượng trưng cho sự tâm trí bị nhiễu loạn. Đúng. Theo thống kê, vào năm 2019, có 20% các cô gái độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi bị lừa tiền. Số liệu tiếp theo
là 30% các cô gái bị lừa cả tình lẫn tiền. Số liệu lớn nhất là 45% các cô gái bị xuất khẩu qua nước ngoài để buôn bán nội tạng. 5% còn lại không rõ tung tích. Đúng rồi, trường hợp 1, sai đỡ mùa mưa. Không có tránh tụng đây không? Đúng không? Không, kể mà Ngọc là lừa tiền. Nhưng mà các bạn là không có tiền. Không sao, có tiền là tiền là mình không kể. Ngọc không có tiền. Rốt cuộc là giờ Ngọc phải trả lời làm sao? Ok ăn. Hả? Gì vậy? Em gửi kết quả soi phân tích da của khách ạ. Cảm ơn. Dạ. Bác sĩ. Hôm qua đi xem phim Hàn Quốc á, em thấy mấy chị diễn viên trong đó chỗ da trắng sáng mà căng bóng thích dễ sợ luôn. Em cũng là diễn viên chứ bộ mà da xấu dã man luôn. Bác sĩ có cái liệu trình nào mà làm cho da căng bóng xong rồi trắng sáng giống mấy chị ở được không? Sĩ. À, chưa còn nữa. Mấy nay quần thâm mắt của em á, em thức khuya nhiều quá nó đen thù lùi, bác sĩ thấy không? Trời xấu, giờ có cái liệu trình nào làm giảm quần thâm mắt luôn bác sĩ? Em có hai vấn đề nha, là vấn đề về da và vấn đề về mắt. Da của em muốn giảm lỗ chân lông to này, muốn làm cho da đều màu hơn này, căng bóng hơn này, thì chị sẽ làm cho em thêm cái collagen extra cho em ha. Ủa cái này là cái gì vậy? À, cái này là cái cây massage. Nó có hoạt chất dưỡng ẩm, làm sáng da và giảm quầng thâm mắt cho em ha. À, là mình vừa thoa đều, mình massage đều là một ngày mấy lần bác sĩ? À, em chỉ cần dùng buổi tối thôi. À, buổi tối thôi. Vậy để em mua thêm tiếp này nữa. Thế còn hai cái liệu trình đó bác sĩ làm luôn cho em nha. Trời ơi, em cần đẹp lắm rồi đó bác sĩ. Không nghe thấy em sao? Đẹp, rất đẹp. Cảm ơn. Nhưng mà răng hơi ngang. Em đừng có chiếm cái môi lại nữa. Nhìn về nó mớm lắm. À, mà sao em ốm quá vậy? Con gái gì đâu mà ốm á, không có đẹp tí nào cả. Trời ơi, còn hả, da dẻ kìa, gì đâu mà thẹo không à. Chả biết gìn giữ gì hết trơn á đó. Dạ không có anh, trời ơi, em ốm là do em đang giữ dáng. Với lại cái chân em thẹo là vừa rồi mới... Nhà thiếu ăn đúng không? Chị, nhà em đầy đồ ăn, toàn đồ ăn không đó. Anh nói cái gì vậy, em đang giữ dáng. Trời ơi, chân em thẹo là em mới bị té đây nè. Mai vài ngày nữa là hết mà. Em đừng có biện luận nữa. Anh yêu màu hồng, nhưng mà anh cực kỳ ghét cái sự giả tạo. Em giả tạo lắm. Con gái gì đâu mà giả tạo cực kỳ. Hả? À, anh còn chưa nói á, là trên gương mặt của em á, mũi sữa đúng không? Chắc chắn 100% là mũi sữa nè. Không có làm lên chuyện gì đó. Nè, mới gặp con gái nhà người ta mà chê lên chê xuống vậy đó hả? Anh nhìn lại cái đàn thân anh coi, đàn ông con trai gì đâu hả mà vừa lùn, da thì đen. Anh nhìn lại cái mũi anh đi, chắc mũi anh hỏng sữa à. Đây đây, uống vậy đây, uống vậy đây. Nước ép cà rốt hả? Bóng gió bê đê không à? Hứa gì đâu không á? Bớt để ý nó tôi đi nha chưa? Nhìn gì nữa? Đi về. Nhìn đi mà nhìn. Chập. Các bạn hãy ấn nút đăng ký theo dõi kênh để đón xem những tập phim mới nhất của Tiểu Yêu nha. Cảm ơn mọi người.